Nhà vườn miền Tây, đặc sản miền Tây đây quý cô chú anh chị ơi. Nhà đất Trần Ngô xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Hôm nay Bảo Thị có mặt tại vị trí là xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một ngôi nhà vườn cặp luôn với con đường nhựa rộng 3,5m, view sông thoáng mát hữu tình như thế này luôn nha quý cô chú và anh chị. Rất đẹp, rất mộng mơ cho mình luôn. Dạ, trước khi giới thiệu chi tiết về ngôi nhà vườn này, Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường cũng như hướng đi của mình cho quý cô chú anh chị nắm rõ nha. Dạ, anh chị thấy là cái con đường nhựa này rộng tầm khoảng là 3,5m nè. Ô tô, xe tải và các bạn học sinh đi qua cũng rất là thường xuyên luôn, rất là dễ thương luôn đúng không ạ? Dạ, thì đường này anh chị, ô tô 16 chỗ mình có thể tới đất luôn ha. Rồi xe của mình thì xe tải trọng tấn tầm khoảng 5 tấn, đi rất là thoải mái luôn. Thì cái tuyến đường trước mắt quý cô chú và anh chị đây là tuyến đường nhựa rộng 3,5m. Thì theo cái hướng này, anh chị có thể về với chợ Thiên Hộ nha. Chợ Thiên Hộ của mình thì đi tầm 5km. Và mình có thể là ra hướng xã Thạnh Lộc của huyện Cai Lậy anh chị kia. Dạ, và từ đó là mình có thể về tỉnh Long An của mình luôn, các tỉnh miền Tây của mình luôn nha anh chị. Dạ, còn hướng ngược lại đây anh chị nè, là mình có thể ra chợ nữa. Thì chợ này gần hơn, là mình ra chợ Xoài Tư thì chỉ có là 1km thôi. Ở đó mình cũng gặp tất cả các tiện ích xã hội như là trường học, ủy ban xã, vân vân, rất nhiều luôn nha anh chị. Và theo hướng này mình cũng sẽ về với quốc lộ 1A tầm khoảng là 15km thôi. Dạ, thì đó là cái khoảng cách của mình về các tỉnh trong khu vực Tiền Giang ha. Còn mình đi ra xa hơn, mình ra thành phố Mỹ Tho tầm 50km và ra bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là 93km nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì như anh chị thấy là đèn điện có đầy đủ cho mình hết trơn rồi nè, điện nước wifi cũng có luôn. Và khu vực này anh chị về đây ở rất là mát mẻ luôn, vì anh chị nhìn xem là chung quanh đó người ta trồng cây rất nhiều, có dừa, có mít, có chuối, rất đẹp luôn nha anh chị. Đây nè anh chị nhìn xem nè, view sông rất là đẹp luôn. Dạ, view sông thoáng mát nha anh chị. Nhưng mà có một cái anh chị kìa, dạ, là cái mé sông này á thì chủ hiện tại gia chủ là chưa có cho mình được, bởi vì cô chú chủ nhà cũng đã lớn tuổi rồi và cái mảnh đất này là từ ông bà để lại nên là cũng có rất là nhiều kỷ niệm với chủ anh chị, nên là cũng muốn giữ lại cái phần đất mé sông này ở đến khi già đi, cô chú mất đi rồi thì sẽ nhận lại cái mé sông này cho mình luôn nha anh chị. Dạ, đây anh chị xem nè, cũng khá là thoáng mát luôn ha. Dạ rồi, thì bây giờ Thiện xin được quay chi tiết vào cái ngôi nhà vườn của mình cho quý cô chú anh chị nắm rõ nha. Dạ, anh chị ơi, ngôi nhà của mình đây nè. Thì ngôi nhà của mình có mấy cây kiển rất là xinh luôn, thì gia chủ xin tặng hết cho mình luôn nha anh chị. Thì có tùng, có mai, có chuối, có dừa, rất là đẹp luôn. Thì nhà của mình tổng diện tích đó là sắp xỉ một công 997m2. Thì mình có bề ngang mặt tiền là 14m9, là tính từ cái mấy bờ này nè anh chị. Đó, có sẵn bờ rào tường cho mình rồi ha. Dạ, mình đổ ngang qua tới giáp ranh với cái miếng nhà của mình 14m9. Mình có chiều sâu vào ở cạnh bên phải đây là 67,35 và ở cạnh bên trái là 65,53 nha quý cô chú anh chị. Và đất của mình nở hậu, nó nở ra tới là 15m7 luôn, rất là đẹp. Và hiện trạng thì đất mình là còn đất trồng cây lâu năm nha. Anh chị muốn lên thổ cư thì em sẽ hỗ trợ mình thỏa thuận giá cả thổ cư với chính chủ luôn. Dạ rồi, thì bây giờ Thiện dẫn anh chị vào sâu bên trong nha. Nhà của mình thì mặt tiền xoay về hướng chánh đông nha anh chị. Đây là một cái hướng mà các anh chị về phong thủy làm ăn á, ở nghỉ dưỡng thì cũng rất là thích luôn. Bởi vì buổi sáng là mình có thể đón ánh sáng mặt trời nè. Đây anh chị xem, cái mí của mình đó là tới nửa cái viên gạch ở bờ này nha anh chị. Thì những cái cây này dọc dọc này là mình sở hữu hết mấy cây chuối á. Ồ, mấy cây này làm kiển đẹp lắm nè. Đây anh chị nhìn nè, mấy cái mai này kia hết trơn ha. Thì ở đây có bờ rào rồi nè anh chị. Bờ rào của mình chủ cũng cho trồng cây dây leo lên đó, nên thành ra là cũng khá là mát mẻ luôn. Đó, điện nước và đèn đường có đầy đủ cho mình luôn, ban đêm về cũng khá là yên tâm ha. Thiện xin nhắc lại nha, bề ngang của mình đến là 14m9, gần 15m luôn. Có đồ đủ nữa kìa anh chị, có mai nữa. Nói chung là cũng khá là dễ thương luôn á anh chị ơi. Đó, rất đẹp luôn. Thì ở đây thì gia chủ của mình cũng đã trải sẵn một tấm đan bê tông để vào nhà rồi. Thì anh chị thấy là xe của Thiện cũng đậu trực tiếp vào đất như thế rồi ha. Còn anh chị muốn lái xe hơi về đây thì mình đổ sau cái sàn này nó bự thêm chút xíu nữa nè, hoặc là mình nâng làm một cái nhà sàn, dạng sàn lên á, thì ô tô mình vào đây đậu trong nhà này có thể thoải mái hơn ha. Dạ, đây Thiện xin dẫn anh chị vào nhà ha. Nhà của mình là một ngôi nhà cấp 4 dạng miền Tây á anh chị. Thì ngôi nhà của mình kết cấu cũng khá là kiên cố luôn ha. Phòng khách, bếp, bếp xe đầy đủ cho mình luôn. Đó, Thiện quay góc rộng cho anh chị nhìn xem nè. Thì bên ngoài này gia chủ của mình có kê sẵn một cái giường. Anh chị muốn thì anh chị có thể kê bàn trà hay là mình thiết kế lại theo sở thích của mình. Gia chủ của mình đó thì mình chưa có tô tường ha. Nếu mà mình thích cái màu sơn nào thì mình cứ tô rồi mình sơn lên.
Đó, ở đây là cái gian phòng sinh hoạt chung của mình nè. Gia chủ mình kê sẵn một cái giường như thế này thì có thể là cho người thân lớn tuổi của mình ở đây anh chị ha. Đó, đây là gian phòng sinh hoạt chung. Mình có hai phòng ngủ và bây giờ Thiện đưa anh chị ra phòng khách nha. Đây, phòng khách của mình là kiêm với phòng thờ luôn nè anh chị. Nhà của mình là theo kết cấu miền Tây xưa nha anh chị. Đó, Thiện thấy là cũng rất là dễ thương luôn. Thì ở đây mình có cửa sổ đón gió đầy đủ. Thì ngôi nhà xây giữa các cái khoảng vườn như vậy thì mình có thể là hưởng được cái không khí lưu thông trong nhà cũng khá là ok nha. Con mở cửa được không cô? Dạ đây. Đây là cái gian phòng ngủ của mình ha. Phòng bên kia cái cấu cũng tương tự luôn. Là Thiện quay một phòng cho anh chị xem nè. Có kê sẵn cho mình một cái bục như thế này rồi thì anh chị về đỡ tốn tiền phải mua giường á, thì cũng rất là mát luôn. Đó, gạch thì Thiện thấy là làm cũng khá là đều ha. Dạ. Đây là anh chị về mình tự thiết kế lại, Thiện thấy làm tường móng riêng cũng khá là vững luôn á. Đây, cái phòng bên cạnh. Thì ở đây mình có thể thiết kế cho một gia đình đó, tầm khoảng là 7-8 người ở thì cũng rất thoải mái luôn nha anh chị. Tại vì mình có hai phòng ngủ nè. Rồi mình có hai kệ giường. Ở đây mình còn có một cái kệ nữa. Kệ giường ở đây mình có thể thiết kế làm bàn ăn rồi bàn chỗ nghỉ ngơi tùy sở thích của mình ha. Thì ở đây là mình có một cái gian nhà vệ sinh. Thì theo kiểu miền Tây xưa là người ta cất hai nhà vệ sinh riêng. Một cái là mình đi vệ sinh, một cái gian là mình để tắm nha anh chị. Đó, anh chị xem nè, mặc dù nhà mình là cái cấu xưa nhưng mà cũng khá là kiên cố và chủ cất thì thấy là bố cục nhà thì cũng khá là ổn luôn á anh chị. Còn anh chị không thích thì mình sửa lại theo ý mình nha. Dành cho anh chị cô chú mà mình về đây mình muốn có một cái ngôi nhà vườn sẵn có, mặt tiền đường nhựa xây lịch về tới đất luôn. Nhưng mà anh chị kìa, mình muốn sửa lại theo ý thích của mình nó cũng dễ nữa. Thì đây là một cái ngôi nhà vườn mà Thiện thấy là mình có thể tham khảo ha. Đây là cái gian, ui da, cái gian vườn phía sau của mình. Thì cái gian vườn phía sau này là gia chủ mình họ đang nuôi heo á anh chị. Đó, nuôi heo ha. Mí của mình là tới cái bờ đó lúc nãy Thiện có chỉ á. Thì đây là mình được mấy cây dừa nè. Ui chà ôi trái nó, trời ơi. Trời ơi anh chị ơi, đụng tới dừa là Thiện bị mê á. Tại vì uống nước dừa là thời điểm hiện tại thông cổ rất là mát luôn. Mình có mấy cây siri nữa kìa, dễ thương ghê. Đó thì hiện tại là phía sau này là, dạ chú, phía sau này là chủ đang nuôi heo. Thì lúc trước là nuôi tầm khoảng được chục con heo nái. Đây nè, có bé heo nữa nè. Cưng chưa. Đó, anh chị yên tâm nha. Nếu như mình ngại chuồng heo á thì cứ yên tâm anh chị ơi. Bởi vì sau này gia chủ của mình cũng chuẩn bị là bán nốt con heo nái đó và đập hết mấy chuồng heo này đổ xuống cái ao này nè anh chị. Cái ao này thì cũng cạn thôi, nhưng mà xà bằng mình đổ xuống đây, sau này mình sửa chữa nhà này kia, mình đổ xà bằng hết xuống đây nè. Rồi mình muốn nó bằng phẳng á, mình phả một ít cát, mình bơm ít cát nữa là mình có một cái nền. Ủa, con cá nè. Trời ơi đã quá anh chị ơi. Về miền Tây phải như thế này chứ hen. Đó, mấy cây dừa của mình Thiện thấy là gần như trái nào trái nấy đều khá là xum xuê luôn á anh chị. Đó. Thì đây lúc nãy Thiện có xuống và cũng nghe gia chủ chia sẻ thì vườn của mình đó là có dừa hen, rồi mình có chuối nè. Rồi ở đây là chủ của mình khá là thích mai nên dọc dọc mình trồng mai cũng khá là nhiều luôn anh chị xem nè. Rồi mình có mít nữa. Đây, để Thiện dẫn anh chị ra xem mít ha. Đây mít của mình nè. Đây mít của mình này anh chị. Đó. Mai, mít và dừa. Ui rớt cái đôi dép. Ui cái bên người ta trồng sầu riêng nè anh chị. Ui chào ơi. Ôi chào ơi. Vậy mới là chất miền Tây đúng không anh chị? Anh chị về đây anh chị thích ngắm cây ăn trái gì cũng có hết. Có mít, có sầu riêng, có dừa nữa anh chị ơi. Cái cây sầu riêng đây Thiện thấy là cũng khá là lớn rồi á. Chắc thu hoạch cũng mấy mùa mới gỡ mũ luôn nè. Ở đây người ta cho trái bằng cái cách đậy mũ anh chị. Một số anh chị về miền Tây thì Thiện nghĩ chắc chắn sẽ biết. Thì chắc người ta mới thu hoạch trái xong người ta gỡ mũ ra đó anh chị. Trên cây nó hơi xíu mà Thiện thấy là cây nó vẫn còn, một số cây nó vẫn còn lực, nó còn xanh lắm anh chị hen. Ở đất ở đây tốt ghê anh chị ơi. 60 mấy mét. Để Thiện tìm xem chắc độ nó tầm đây. Ở đây có một cọc ranh rồi. Thì Thiện xin nhắc lại nha, tổng diện tích của mình đó là 997 m2. Thì mình sắp xỉ là 1000 m2 đó anh chị. Thì mình có chiều ngang 14m9 gần 15. Và mình có chiều sâu vào một cạnh là 65m5, một cạnh là 67m5 nha anh chị. Đất của mình là còn đất cây lâu năm.
Thì hiện tại là gia chủ kêu cái giá Thiện sẽ để ngay trên màn hình nha. Tại vì ban đầu chủ kêu giá cũng hơi cứng, là Thiện đang hỗ trợ thương lượng cho anh chị một cái giá tốt nhất. Thì hồi nãy chủ bận, chủ chưa nghe điện thoại Thiện được. Nhưng mà cái giá mà Thiện để trên màn hình là cái giá mà Thiện đã chốt với gia chủ rồi. Thì anh chị Thiện chí, Thiện vẫn dẫn anh chị về đây xem trực tiếp mảnh vườn của mình nha. Đất mình tới đây, trụ đanh này nha, là hết cái diện tích đất của mình. Là bề ngang 15, chiều dài một cạnh 67,5m, một cạnh 65,5m. Đó, anh chị xem ha. Mặt tiền đường nhựa rộng 3,5m. Cặp xong và mình ra chợ gần nhất, chợ Xoài Tư thì chỉ hơn là 1km thôi anh chị. Thì cũng khá là tiện cho mình. Về đây mình có tất cả những tiện ích xã hội, chợ, trường học, quỹ ban, có sẵn ken trái, có sẵn cho mình một ngôi nhà view sông cũng khá mát mẻ nữa. Thì mình có thể là hưởng thụ được không khí miền Tây theo sở thích của mình ha. Dạ rồi, thì đó là toàn bộ thông tin về cái ngôi nhà vườn tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Anh chị cô chú quan tâm cứ nhắc lên liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em Bảo Thiện hoặc là anh Đình Khang, để chúng em có thể tư vấn hỗ trợ mình hiệu quả nhất. Đến đây trực tiếp xem vườn, thỏa thuận với chính chủ nha anh chị. Dạ rồi, kính chào quý cô chú và anh chị, và chúc anh chị cô chú ngày càng thành công hơn, sức khỏe nhiều hơn trong cuộc sống nha. Dạ đừng quên đăng ký kênh và ấn một cái chuông ở phía bên phải để anh chị có thể là nhanh chóng xem những video của chúng em sớm nhất, với những cái giá tốt nhất, bất động sản đẹp nhất nha anh chị. Dạ rồi, kính chào cô chú anh chị nha.